không dưới một lần. Văn quyết trở thành tâm điểm tranh cãi sau quyết định của huấn luyện viên Park Hang-seo. Giờ đây, một câu chuyện có những điểm tương tự đang tái hiện dưới thời huấn luyện viên Philippe Chaussier. Hồ Tấn Tài, cậu ấy không xứng đáng thì không ai xứng đáng cả. Đó là quan điểm được ông Lê Huy Khoa, cựu trợ lý huấn luyện viên Park Hang-seo, bày tỏ trên trang Facebook cá nhân cách đây ít ngày khi chia sẻ lại bài viết bày tỏ quan điểm ủng hộ Hồ Tấn Tài lên tuyển. Những ngày qua, sau khi bản danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup được công bố, nhiều tranh cãi đã nổ ra. Tiêu biểu nhất trong số này chính là trường hợp của Hồ Tấn Tài. Hậu vệ phải của câu lạc bộ Công an Hà Nội đã vắng mặt trong đợt hội quân hồi tháng 10 giống Văn Thanh, Văn Quyết hay Xuân Mạnh. Tuy nhiên trong khi những cái tên kia đã được trao cơ hội trở lại, thì lần này Hồ Tấn Tài vẫn không có tên. Dư luận tranh cãi là bởi trong màu áo câu lạc bộ Công an Hà Nội, Hồ Tấn Tài vẫn đóng vai trò trụ cột trong suốt thời gian qua. Trong hành trình vô địch V-League 2023 của đội bóng này, anh ra sân 19/20 trận, ghi một bàn thắng, thể hiện rõ sự quan trọng nơi hành lang cánh phải. Trong khi đó, cầu thủ được ông Chaussier lựa chọn đá hậu vệ phải trong những trận đấu vừa qua là Trương Tiến Anh lại phải chịu nhiều chỉ trích. Thế nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tranh cãi về cách lựa chọn nhân sự ở đội tuyển Việt Nam không phải là điều bây giờ mới xảy ra. Còn nhớ dưới thời ông Park Hang-seo, Trọng Hoàng không thi đấu nửa năm vẫn được triệu dự King Cup 2019. Điều này lập tức gây tranh cãi. Tiếp đó, Văn Quyết từ vị trí đội trưởng tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2018 bỗng nhiên bị gạt ra khỏi kế hoạch của thầy Park. Suốt mùa giải 2019, Văn Quyết thi đấu bùng nổ, ghi 18 bàn thắng trên mọi đấu trường, giúp câu lạc bộ Hà Nội vô địch V-League và cúp quốc gia, lọt vào đến trận chung kết liên khu vực AFC Cup, nhưng rồi anh vẫn không được lên tuyển. Câu chuyện sau đó còn tái diễn thêm nhiều lần nữa, bởi Văn Quyết vẫn luôn duy trì được phong độ ổn định tại V-League nhưng ít khi được ông Park Hang-seo trao cơ hội. Rõ ràng, những tranh cãi như trường hợp của Hồ Tấn Tài không phải điều gì mới mẻ. Mọi thứ vốn đã xảy ra ngay cả khi đội tuyển Việt Nam có được thành tích tốt. Và tới thời ông Chaussier, khi màn trình diễn của đội chưa thực sự được như kỳ vọng, sự tranh cãi lại càng được đẩy lên cao hơn. Tuy nhiên cũng giống như huấn luyện viên Park Hang-seo, ông Chaussier có cái lý của riêng mình. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam có quyền đưa ra những lựa chọn nhân sự mà họ cảm thấy phù hợp với kế hoạch của mình. Và tất nhiên, họ cũng sẽ chính là người trực tiếp chịu trách nhiệm với điều đó. Ông Chaussier có cần lên tiếng về việc vì sao loại Hồ Tấn Tài hay không? Điều đó tùy thuộc vào cách ứng xử với truyền thông của vị chiến lược gia này. Nhưng thiết nghĩ, thay vì những lời nói, câu trả lời xác đáng nhất mà người hâm mộ muốn chứng kiến chính là màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam trong hai trận gặp Philippines 16/11 và Iraq 21/11 sắp tới.